Sau nhiều giờ tìm kiếm, lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh C cách chân cầu Cửa Đại không xa. Từ sáng, lực lượng cứu hộ cùng rất đông người dân hai bên sông Thu Bồn có mặt ở hiện trường. Người dân Hội An cũng lập thùng quyên góp hỗ trợ thân nhân trong vụ việc. Tại hiện trường, chị H, T, T, vợ anh C cho biết hai vợ chồng thuê phòng trọ ở thành phố Hội An sinh sống. Chị phục vụ ở quán nhậu, còn chồng ở nhà trông con gái. Chị T kể, đêm ngày 4 tháng 7, chồng chị nhậu say, hai người cãi vã. Khi chị đang ở quán nhậu thì anh C gọi nói chị về nhà gấp, nếu không thì xuống cầu Cửa Đại để gặp nhau. Chị T hoảng loạn chạy tới cầu Cửa Đại thì đã thấy anh C cùng con gái không còn, trên bờ chỉ thấy xe máy, điện thoại, tư trang. Hiện lực lượng chức năng vẫn túc trực để tìm kiếm bé gái 9 tháng tuổi, là con của chị T và anh C.